Xin chào tất cả các bác. Em tiếp tục lên sóng giới thiệu các bác con máy rửa bát Panasonic TM6. Cái dòng TM này nó khá là hay các bác. Chiều cao của nó chỉ có 60 phân thôi, rất là phù hợp với nhiều gian bếp, không bị ảnh hưởng đến chiều cao. Chiếc này thì em báo giá luôn, em bán là 3,2 triệu, bảo hành cho các bác 2 năm nhé. Các cái sản phẩm dòng Panasonic TM và TR, tức là chờ đấy, bên em sẽ tăng bảo hành cho các bác thành 2 năm để các bác yên tâm sử dụng. Riêng bên em về máy rửa bát này thì nó rất là nhiều chuyên nghiệp rồi, bao nhiêu năm làm máy rửa bát thì là không có cái bệnh gì của máy rửa bát này mà không biết cả, nó rất là đơn giản. Đấy. Bảo hành cho các bác hẳn 2 năm luôn, vẫn giá cả như vậy. Đấy. Tăng bảo hành lên 2 năm để các bác yên tâm sử dụng. Nếu các bác cứ so sánh các shop mà bên nào hợp lý thì các bác ủng hộ. Nếu bên em giá cả mà hợp lý vừa phải, bảo hành tốt cho các bác thì mong các bác ủng hộ nhé. Trước khi giới thiệu chi tiết con này thì các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em theo hàng Nhật Vũ Giang nhé. Hai số điện thoại này em đều có Zalo và hai kênh YouTube. Đấy, các bác ấn đăng ký kênh ủng hộ bên em nhé. Cái lượng các bác xem thì khá là nhiều nhưng mà đăng ký kênh thì hơi ít, cho nên là em cái lượng người tăng kênh nó hơi ít. Các bác ủng hộ bên em bằng cách đăng ký giúp em nhé. Một con TM6. Đã dọn dẹp vệ sinh toàn bộ từ trong ra ngoài. Bên ngoài thì làm hình thức đẹp cho các bác, bên trong thì tháo ra kiểm tra các hạng mục vệ sinh. Đấy. Tất cả máy nguyên bản như hình. Con này em để mã số 2. Máy em đều đăng công khai giá cả, thời gian bảo hành. Đấy. Giá 3,2 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác nào mà mua hàng chuyển khoản hết cho em thì em bao ship cho các bác toàn quốc luôn. Còn đặt cọc 500 thì phí vận chuyển đi máy này đi toàn quốc là 150.000 các bác nhé. 150.000 phí vận chuyển đi toàn quốc. Còn biến áp bên em bán loại tốt là 500.000. Cái biến áp em không nhập loại dởm, các loại dởm hay bán 300.000 thì em không lấy. Vì nhiều khi nó rẻ tiếc đi 100-200.000 nhưng mà nó cháy, cái cháy máy là chết oan. Cho nên là nhập cái loại nó tốt một tí các bạn, không nhập các cái dòng rẻ quá nhé. Đời 2013. TM6 series 1809. Riêng máy rửa bát Nhật này nhé, gọi là siêu lành bền. Đấy. Các bác nào mà thích mà thêm 500.000 bảo hành cho các bạn 5 năm luôn. Ok vậy. Đấy. Bảo hành 5 năm luôn, nếu mà thêm 500.000 trách nhiệm cho các bác 5 năm. Riêng đối với cái dòng này thì nó quá lành bền rồi. Tất cả các máy thì tính năng đều giống nhau, hẹn giờ các bác này, rửa thời gian sấy 30 phút 45. Cái chức năng này các bác lưu ý nhé là nó kèm giữ khô bát đũa. Nếu mà các bác bật chức năng này thì máy sẽ giữ khô bát đũa suốt cả ngày luôn, tức là thỉnh thoảng nó sấy đấy. Sấy 45 phút kèm giữ khô cứ lần lượt vậy thôi. Còn đây là thông mùi, thông gió bên trong khoang rửa ra bên ngoài cho nó bị mùi khi các bác đóng cửa. Chế độ rửa mạnh này, rửa tiêu chuẩn này kèm một nước nóng 80 độ nhé. Này. Chế độ rửa mạnh này kèm nước nóng 80 độ. Rồi rửa nhanh. Đấy, vệ sinh máy. Chế độ chỉ sấy này, khi các bác để bát trong mình muốn chỉ sấy thôi. Đấy, tắt này hẹn giờ là thì di chuyển được nhé. Đấy, thì các bác chỉ sấy, không rửa nhé. Sấy 30, 45, 60 phút. Đấy, đèn báo chu trình rửa. Nói chung là rất là dễ dùng, nhìn chữ lằng ngoằng này thôi. Nhưng mà khi em bán ấy, thường là em hay cài cho các bác là để tiêu chuẩn nước nóng 80 độ này. Thì các bác bật nguồn lên và bấm nút vàng này là rửa thôi. Đấy, thế thôi. Chứ còn không, khi mà các bác bấm vàng này rửa thì rất là nhiều bác nóng vội thì nó phải cấp nước vào. Cấp nước vào thì nó sẽ nháy cái đèn. Nó nháy cái đèn này một lúc thì để nó đun mất khoảng 5 đến 10 phút thì nhiều bác thấy rằng là máy nó không hoạt động phun gì. Lại cứ tưởng là máy nó bị lỗi gì thì rất hay điện cho em như vậy. Nhưng mà các bác phải chờ để nó đun nước xong và sau đó nó phun mới phun. Nó mất khoảng 5 đến 10 phút tùy vào nhiệt độ nước nhé. Đấy. Bên trong ruột con này khá là sạch sẽ. Xếp mỗi hàng này là 6 cái bát con, 12 cái bát con hai hàng, 6 cái cốc không xếp 6 cốc thì lại xếp khoảng 6 đến 8 cái bát nữa và khoảng 20 cái bát con ở trên này. Tức là nhà bác các bác mà ăn khoảng 6 đến 8 người ăn là thoải mái luôn. Ở dưới này thì các bác xếp đĩa bộ dọc ở đây. Đấy, khe này bên này nữa này, 6 đến 8 cái đĩa. Chỗ này mình nhét túa thì ở đây. Còn khu này thì mình cho bát ô tô, bát nhỡ hoặc là những cái song nhỏ. Mà theo em không nên cho xong rồi nhé, cho xong rồi nó bẩn máy lắm. Ba tay phun nước ở đây. Đấy. Cái tay này các bác hoàn toàn có thể tháo ra được cái vệ sinh hoàn bình thường nhé. Đấy. Tháo ra được, rút cái nó ra mà. Đấy, tay phun này.
Đây là khay rác này, đây là máy xo, con này còn rất là mới này, máy xo sạch bóng luôn. Khay để bột rửa này, có dùng bột rửa để cho đây, còn không như em dùng em hay đổ luôn vào đây. Đổ luôn đây thì nó nước vào đây nó khuấy tan nhanh hơn. Đây. Em bán 3,2 triệu bảo hành 2 năm nhé. Các bác có ý kiến gì thì mình có thể comment vào dưới video của em. Đây. Giá cả hay là chế độ bảo hành như là các bác có thể thắc mắc thì mình hoặc là mình nhắn em Zalo qua hai số này nhé. Rất mong các bác ủng hộ bên em. Cảm ơn các bác.